Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Nguyễn Hồ Thơ. Cô là giáo viên trường tiểu học Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết khoa học lớp 4, bài 29, Tiết kiệm nước. Các em thân mến, để tiết học chúng ta đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị cho cô 1. Sách khoa học lớp 4 trang 60-61 và vở ghi chép. 2. Không ngồi quá gần màn hình, ngồi nơi có đủ ánh sáng. 3. Tập trung nghe giảng và thực hiện tốt nhiệm vụ bài học. Chắc là các em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học. Trước khi vào bài mới, chúng ta cần ôn lại kiến thức của tiết học trước với hai câu hỏi phần khởi động nhé. 1. Các em cần làm gì để bảo vệ nguồn nước? 2. Để giữ gìn nguồn tài nguyên nước, chúng ta cần làm gì? Thời gian các em suy nghĩ và trả lời trong 2 phút bắt đầu. Các em ạ, cô tin rằng tất cả các em có câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ các em hãy cùng nhìn lên bảng để xem câu trả lời của mình có trùng khớp với câu trả lời của cô không nhé. Câu 1. Để bảo vệ nguồn nước, cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước, không đục phá ống nước, xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn và làm xa nguồn nước đó các em. Câu 2. Để giữ gìn nguồn tài nguyên nước, cần cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa. Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. Hai câu trả lời của các em có trùng khớp với câu trả lời của cô không? Cô xin tuyên dương những bạn có câu trả lời đúng nhé. Như vậy là chúng ta vừa ôn lại kiến thức của tiết học trước. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 29, Tiết kiệm nước. Trong bài này sẽ giúp các em nắm được những mạch kiến thức như sau. Nêu những việc nên và không nên làm để tiết kiệm nước. Giải thích được lý do phải tiết kiệm nước. Nào, chúng ta cùng đi vào hoạt động 1. Làm thế nào để tiết kiệm nước? Trong hoạt động này, các em sẽ quan sát các hình ảnh sau và cho biết em nhìn thấy những gì trong hình? Theo em, việc làm đó nên làm hay không nên làm? Vì sao? Các em chú ý quan sát hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5 và hình 6 nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát hình 1 các em nhé. Em thấy những gì trong hình nào? À, khóa vòi nước khi nước đã chảy đầy chậu. Việc này nên làm hay không nên làm, vì sao? À, đây là việc nên làm nhé. Chúng ta không để nước chảy tràn ra ngoài, gây lãng phí nước nhé các em. Bây giờ chúng ta cùng quan sát hình 2 và cho biết em nhìn thấy những gì trong hình? À, nước chảy đầy chậu tràn ra ngoài. Việc này nên làm hay không nên làm, vì sao? Không nên làm, vì nước chảy đầy chậu tràn ra ngoài mà không phá vòi là lãng phí nước. Tiếp theo chúng ta quan sát hình 3 nhé. Các em nhìn thấy những gì trong hình? À, trong hình là một bé gái mời chú công nhân đến sửa ống nước vì ống nước bị vỡ. Việc này nên làm hay không nên làm, vì sao? À, việc này nên làm vì tránh không cho tạp chất bẩn lẫn vào nước sạch và không để nước chảy ra ngoài gây lãng phí nước. Sau đây, chúng ta quan sát hình 4 và hình 5. Việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh nào nên làm và việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh nào không nên làm, vì sao nha các em? Hình 4, việc không nên làm vì bạn nữ vừa đánh răng vừa xả nước gây lãng phí.
Nếu có mặt trong hình số 4, em sẽ làm gì? À, em sẽ khuyên bạn nên lấy cốc đựng nước rồi phá vòi nước ngay. Hình 5, việc làm của bạn nam là nên làm vì bạn nam lấy nước vào cốc để đánh răng rồi phá vòi nước ngay. Việc làm này giúp tiết kiệm nước nha các em. Quan sát hình 6, em thấy những gì trong hình? À, bạn nam đang dùng vòi nước tưới lên ngọn cây, làm nước chảy lên láng trên mặt đất. Việc này nên làm hay không nên làm vì sao? Không nên làm, vì tưới lên ngọn cây là không cần thiết. Như vậy sẽ lãng phí nước, chỉ cần tưới một ít xuống gốc là đủ. Vậy, những việc nên làm để tiết kiệm nước là hình 1. Khóa vòi nước không để nước chảy tràn. Hình 3. Gọi thợ sửa ngay khi ống nước hỏng, bị rò rỉ. Hình 5. Chỉ cần lấy nước đủ dùng khi đánh răng. Những việc không nên làm để tiết kiệm nước là Hình 2. Để nước chảy tràn không phá vòi. Hình 4. Vừa đánh răng vừa xả nước. Hình 6. Tưới cây để nước chảy tràn lan. Tóm lại, nước sạch không phải tự nhiên mà có. Chúng ta nên làm theo những việc làm đúng và phê phán những việc làm sai để tránh gây lãng phí nước. Đây là kết luận của hoạt động 1. Các em hãy đọc kết luận cùng với cô một lần nữa nào. Nước sạch không phải tự nhiên mà có. Chúng ta nên làm theo những việc làm đúng và phê phán những việc làm sai để tránh gây lãng phí nước. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với hoạt động 2. Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước? Trong hoạt động này, các em cùng thực hiện những nhiệm vụ như sau. Ghép tranh, đoán ý, quan sát và ghép từng cặp tranh cho phù hợp. Mỗi cặp tranh nói lên thông điệp gì? Các em quan sát tranh A, tranh B, tranh C và tranh D nhé. Các em cùng nhìn lên để ghép tranh nhé các em. Chúng ta ghép tranh A với tranh D, tranh B với tranh C. Có ai ghép giống trên bảng không? Cô chúc mừng các bạn đã ghép đúng nhé. Thông điệp của chúng ta là phải tiết kiệm nước để người khác có nước dùng. Sau đây, những hình ảnh thiếu nước sạch. Nè các em. Đây là hình ảnh thiếu nước ở Tây Nguyên. Cây khô héo nè các em. Còn đây là hình ảnh hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long làm cho đồng ruộng nước nẻ, khô cằn. Và đây là hình ảnh thiếu nước ở châu Phi. Những nơi nước bẩn, các em bé vẫn lấy để dùng. Người dân thì xếp hàng chờ lấy nước. Rất là đau xót, phải không các em? Còn đây là hình ảnh gì đây? À, tình trạng thiếu nước ở một số nước trên thế giới. Vì rất đông người chụm vào giếng nước để lấy nước đó các em. Sau đây là một số hình ảnh về những người công nhân đang miệt mài lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch. Đây là hình ảnh các chú đào giếng nước. Vậy vì sao phải tiết kiệm nước? Vì để người khác có nước dùng. Vì sao tiết kiệm nước? Vì tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền. Vì sao phải tiết kiệm nước? Vì nước sạch không phải tự nhiên mà có. Vì sao phải tiết kiệm nước? Vì phải mất nhiều công sức của nhiều người mới có. Sau đây, 6 cách dễ dàng tiết kiệm nước ít ngờ. 1. Chúng ta nên khóa nước trong khi đánh răng, cạo râu, hai bàn tay đang chà xát xà bông. 2. Tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm
trong bồn, chậu. 3. Bạn chỉ nên bấm máy giặt khi có đủ số lượng quần áo. 4. Nên dùng xô để đựng nước lau sàn, rửa xe, vân vân, thay vì xả nước dội chúng sẽ tiết kiệm được nhiều nước. 5. Thường xuyên kiểm tra hệ thống nước để chắc chắn rằng nó không bị rò rỉ. 6. Tái sử dụng nước bằng cách giữ lại nước cuối khi rửa rau, giặt quần áo, vân vân, để tưới cây, dọn nhà vệ sinh, rửa chân, vân vân. Tóm lại, em cần biết phải tốn nhiều công sức tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy không được lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng. Đó chính là bài học của chúng ta hôm nay. Các em cùng đọc lại theo cô một lần nữa nhé. Em cần biết phải tốn nhiều công sức tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy không được lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng. Sau đây, cô cùng các em chơi trò chơi giải cứu đại dương nhé, với hình thức trắc nghiệm. Câu 1. Để tiết kiệm nước, chúng ta cần phải A. Có thể xịt nước tưới cây tự do. B. Nguồn nước là vô tận, cứ dùng thoải mái. C. Khóa vòi nước, không để nước chảy tràn lan. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Câu đúng nhất của chúng ta là câu C. Cô chúc mừng những bạn có đáp án đúng với cô nhé. Câu 2. Nước sạch luôn sẵn có trong thiên nhiên. A đúng, B sai. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Câu trả lời của chúng ta là sai. Câu B. Chúc mừng các bạn có câu trả lời trùng khớp với cô nhé. Câu 3. Chúng ta phải tiết kiệm nước vì A. Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. B. Tiết kiệm nước để mọi người có nước dùng. C. Cả hai ý trên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Câu đúng nhất của chúng ta chính là câu C, cả hai ý trên. Có ai làm trùng khớp với ý của cô không? À, cô chúc mừng các bạn. Câu 4. Tiết kiệm nước là một cách bảo vệ nguồn tài nguyên nước. A, sai. B, đúng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Câu chọn chúng ta đúng nhất đó chính là câu B. Chúc mừng các bạn có đáp án B nhé. Trò chơi này cũng kết thúc tiết học của chúng ta rồi. Các em nhớ, ở nhà thực hành tiết kiệm nước và tuyên truyền mọi người cùng có ý thức tiết kiệm nước nhé. Và các em chuẩn bị bài sao cho cô, làm thế nào để biết có không khí. Tiết học của chúng ta đã hết rồi. Cuối cùng, cô xin chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tạm biệt các em.